Rồi, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta kiểm tra một cái máy tính laptop. Trong trường hợp là máy laptop chúng ta xảy ra sự cố, thì trên tay tôi là một cái máy HP Robux, thì hiện tượng là máy kích nguồn không lên hình. Bây giờ tôi sẽ thử kích nguồn cho các bạn xem. Hiện tại tôi đang sử dụng pin. Bây giờ các bạn hãy tiến hành kim adapter hay là adapter. Tiến hành kích nguồn. Không có gì hết. Giờ chúng ta thử tháo pin. Và tháo pin ra. Rồi, chúng ta sẽ cắm adapter. Đây, tiến hành kích nguồn. Các bạn thấy là ta kích nguồn thì máy tính vẫn không kích được nguồn. Đây, thì như vậy, tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra cái gì? Thì các bạn có thể kiểm tra xem cái adapter của laptop có điện hay không. Chúng ta sẽ đo điện áp tại cái giắc cắm này. Đây, tôi sẽ tiến hành đo. Rồi, mặt ngoài là mát ha. Trong là dương. Có điện là 19V, gần 19V ha. Áp tiêu chuẩn của nó là 18,5V. Rồi tới đo tim. Tim cũng có điện áp tầm khoảng 14V. Ok. Như vậy chúng ta loại trừ khả năng là cái adapter bị hư. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng máy cấp dòng. Chúng ta sẽ sử dụng máy cấp dòng để chúng ta khoanh dùng, xem coi như là cái laptop chúng ta nó đang ở cái gặp sự cố ở thiết bị nào. Đây là cái đầu jack, cái bộ jack cắm của máy cấp dòng đa năng. Các bạn có một bộ như thế này, chúng ta sử dụng cái jack phù hợp với lại máy chúng ta. Chúng ta chỉnh máy cấp dòng về điện áp là 18,5V. Đây, các bạn quan sát là tôi đã chỉnh máy cấp dòng. Rồi, bây giờ tôi sẽ cấp vào laptop để các bạn xem như thế nào ha. Xe máy nó báo như thế nào. Các bạn quan sát cho tôi ở cái đồng hồ bên trái hiển thị về cường độ dòng điện. Như vậy nó đã ăn dòng 0,01, 0,02. Thì như vậy nó đã ăn dòng, tức là nó đã có điện 3,35V, mà 3,35V nó chạy, nhưng mà hiện tại chúng ta kích nguồn, cái thử kích nguồn nha. Kích nguồn chúng ta kích nguồn không có tác dụng gì hết. Thì đó, trường hợp này ta phải kết luận là mainboard có vấn đề, thì chúng ta cần phải tháo lấy mainboard ra ngoài để chúng ta kiểm tra. Máy đã ăn dòng. Đây, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tháo laptop này ra.